Xin chào thầy nha các bạn, tên là Trần Đông Can, nói số sinh viên 14141018. Hôm nay xin trình bày bài tập số 7, đo nhiệt độ hai kênh, kênh 3 và kênh 4 dùng LM35, hiển thị LCD 16x2, và có cảnh báo quá nhiệt khi mà lớn hơn 40 độ C. Yêu cầu thì thiết kế phần cứng, chương trình và mô phỏng. Thì đầu tiên thì phần cứng, ở đây thì mình có thiết kế phần cứng như sau. Một chiếc 16x8/7 LCD và hai cảm biến LM35 đọc vào kênh analog 3 và analog 4, một nút nhấn reset. Đây là một cái biến trở để chỉnh cái độ tương phản của LCD. Rồi. Ở đây thì cái LCD mình sử dụng thư viện truyền LCD.C của CCS, nên là nó sẽ kết nối mặc D mặc định luôn, nên mình không định nghĩa chân lại. Thì ba chân điều khiển GS, GW và chân E là ba chân điều khiển bởi GD0, GD1 và GD2, và bốn dữ liệu ở đây thì mình truyền 4 bit thôi, là GD4 cho đến GD7. Ha, mình dùng 4 bit cuối này thôi. Rồi LM35 thì GA3 và GA5. Rồi phần cứng đơn giản vậy thôi. Bây giờ thì mình đọc nhiệt độ của hai kênh này lên. Rồi mình hiển thị lên LCD T1 và T2. Nếu một trong hai cái cảm biến này mà đọc vô mà nó lớn hơn 40, tức là 41 độ trở lên, thì nó sẽ bắt đầu cảnh báo, hiển thị LCD là cảnh báo quá nhiệt. Rồi bây giờ mình vào chương trình. Đầu tiên thì mình dùng thư viện 16x87.h. Rồi ADC 10 bit ha. Xung lốc là 20 mê. Và sử dụng thư viện LCD. Rồi mình tạo ba cái biến unsigned không dấu ha, integer 16 và một cái biến TB là trung bình. Cái biến TB này mình dùng để thay vì bây giờ mình đọc cái nhiệt độ lên, mình read ADC mình đọc lên và mình hiển thị ra. Thì như vậy thì nó độ chính xác nó không cao. Bây giờ mình đọc 50 lần. TB là cái giá trị trung bình của nó, số lần là số lần đọc lên. Thì ở đây mình viết một cái hàm read ADC channel. Ở đây thì mình muốn đọc cái kênh nào thì mình cần gọi hàm con là mình chọn cái kênh của nó thôi. Rồi đầu tiên là mình set cái ADC của cái kênh đó, xong rồi mình delay 20 giây để chờ nó set up xong ha. Rồi mình cho T bằng 0, T ban đầu bằng 0, thì sau khi nó chạy dòng for này thì nó sẽ đọc lên, nó cộng dòng lên, sau đó nó sẽ chia lại cho cái TB là cái trung bình 50 lần. Nên hiện tại mình đặt là 50. Sau đó thì mình chia cho 2,046. Thì cái số 2,046 này ở đâu ra? Là tức là mình có ADC là 10 bit là đi từ 0 đến 1023. Đó. Đi từ 0 đến 1023. Tức là từ 2 mũ 10 là 1024 thì đi từ 0 đến 1023. Nhưng mà cái điện áp của cảm biến LM35 là nó dùng điện áp là từ 0 đến 5V. 0V đến 5V. Đó. Như vậy thì mình chia ra cái step size của nó, các mức đó. Thì ứng với từng giá trị từ 0 đến 5V thì nó sẽ dao động là từ 0 đến 1023. Đó. Thì ứng với từng cái giá trị mình đọc lên, tại mình đọc giá trị lên là mình đọc từ 0 đến 1023. Đó, sau đó thì mình sẽ chia. Mình chia cho 2,046 là nó sẽ ra được cái điện áp thực tế mà mình đọc vào. Cái này mình xem công sách trong tài liệu trong sách có. Rồi, mình vào cái Vermeer này ha, thì mình sẽ đọc bột D. Đây là out ra, LCD là 0x00. Và bột A hai kênh analog đọc vào 0xMF. Rồi, cái hàm này cực kỳ quan trọng, cái hàm này LCD thì LCD init này thì mình phải khởi tạo LCD. Thì bắt buộc phải có cái hàm này ha. Rồi, tiếp theo là mình set up ADC cái bột analog. Thì mình set cái Ascend 3 và Ascend 4 hai cái kênh mình đọc vào. Rồi, thì set up ADC lock ra ngoài.
ha. Rồi vô dòng qua chu. Đầu tiên thì mình đọc cái hàm vô, mình xét cái kênh số 3. Sau đó mình đọc cái T1 này bằng cái giá trị là T. Tại vì mục đích này mình đặt cái T này thì tí xíu mình kiểm tra. Tí xíu mình kiểm tra rồi có quá nhiều hay không thôi. Cái T1, T2 này. Rồi. Rồi, sau đó mình sẽ hiển thị ra. Thì mình dùng cái hàm printf PC này, thay vì mình dùng cái LCD PC này ra thì cái kiểu chuỗi này ra. Nhưng mà ở đây mình chèn một cái biến thì mình dùng cái mình nó chuyển lại cái mã đó thì mình dùng hàm LCD PC printf rồi này, kêu gọi cái hàm này. Xong rồi T1 phần trăm LD. Rồi cái biến mình chèn vào. Thì cái T1 này là cái giá trị hiển thị đặt của mình nè. Thay vì mình dùng LCD PC T1 bằng xong rồi xuống dưới mình hiển thị kèm vô cái biến đó ra. Thì bây giờ mình gọi cái hàm printf thì nó sẽ tích hợp vào đây luôn. Gọi cái hàm này xong T1 bằng phần trăm LD á, là do kiểu dữ liệu của cái T mình nè. Đó là anh sai integer 16 INT 16 thì ở đây phải là LD. Ví dụ như ở đây mình gọi là INT 8. Mình gọi cái dữ liệu mình đặt cái dữ liệu là INT 8 thì ở đây mình dùng là gì? Ở đây mình sẽ dùng là phần trăm y là đó. Thì nó sẽ ra do ở đây mình lấy mẫu hơi cao nên là mình dùng 16 bit ha. Chứ bình thường thì mình đọc một lần thì nó tới 8 cũng được à. Rồi sau khi đọc thì mình hiển thị trực tiếp vào lưu. Rồi tiếp tục mình đọc đọc làm hàm đó, tiếp tục ở kênh số 4. Sau đó mình gán cho cái T2 là T. Mình ở cái tọa độ là cột thứ 9 hàng thứ nhất. Đó. Thì LCD vô tối đi là định vị trí. Rồi tiếp tục mình sử dụng cái hàm printf tiếp tục. Phần trăm là D do là INT16. Rồi, bây giờ mình kiểm tra. Nếu cái T1 lớn T1 lớn 40 hoặc là cái T2 lớn với một trong hai cái giá trị T này thôi mà lớn hơn 40 thì bắt đầu mình xuất ra LCD là mình cảnh báo là hệ thống quá nhiệt. Ngược lại thì nó sẽ tắt đi. Và mình delay 500 ms giây sau đó tiếp tục nó quay lại nó kiểm tra. Vậy thôi. Giờ mình sẽ chạy demo. Đây. Đó, hiện tại là 38 38 38. Giờ mình sẽ tăng lên. 39. Do mình có delay 500 ms giây khi mình tăng lên thì mất 500 ms giây nó mới tăng lên. 40. Nếu mà tăng lên 40 thì nó vẫn chưa cảnh báo. Giờ lên 41 nè, tại vì lớn hơn 40 thì nó sẽ cảnh báo hệ thống quá nhiều. Đó. Thì bây giờ sẽ mình giảm xuống 40 thì nó sẽ tắt đi. Tiếp tục ở với một kênh 4 cũng vậy, chỉ cần mình tăng lên 39 40 41 thì cảnh báo quá nhiều. Chỉ cần một trong hai kênh này nó tăng lên quá 40 thì sẽ hiển thị cảnh báo quá nhiều. Rồi bài tập mình trình bày phần trình bày của mình đến hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.